Ui mọi người cho em hỏi này, sao bổ quả cam năm ra nó lại đỏ như thế này mọi người nhỉ? Đây này. Cắt đôi quả cam, thấy bên trong ruột đỏ thẫm như máu. Cô gái hoảng sợ không dám ăn, vội quay video hỏi cộng đồng mạng. Mua ký cam ở chợ về để thắp hương. Vừa cúng xong, cô gái cùng người nhà đã ăn thử xem có ngon không, vì đây là lần đầu tiên cô mua loại cam này. Trái còn khá tươi, vỏ màu cam vàng rất bắt mắt, nhưng kích thước lại nhỏ hơn so với cam bình thường. Tuy nhiên vừa cắt đôi quả cam thì thấy có vấn đề rất lạ. Cô gái đã đăng video hỏi cộng đồng mạng xem đây là loại cam gì. Ui mọi người cho em hỏi này, sao bổ quả cam ra nó lại đỏ như thế này mọi người nhỉ? Đây này. Trời ơi, vừa bổ hai ba quả nó đều như thế này luôn mọi người ạ. Ồ, tóc hương xong là nó cứ như thế này mọi người ơi, bổ ra nó có đỏ đỏ như cả máu ấy. Bên trong ruột cam là lớp muối màu vàng xen lẫn những đường màu đỏ như máu. Vừa cắt quả khác thì tiếp tục gặp hiện tượng tương tự. Không ngờ rằng lại có thứ giống như máu chảy trong quả cam. Chủ video đã không dám ăn vì sợ rằng người bán đã yểm bùa chú gì đó vào, hoặc quả cam này đã bị người trồng xịt thuốc nên mới có màu kỳ lạ như vậy. Nhiều người không tin vào tâm linh đã lý giải rằng đây là cam máu, giống cam có ruột màu đỏ thẫm như máu. Màu đỏ của các muối là do sự hiện diện của anthocyanin, một hợp chất thuộc nhóm flavonoid, có màu đỏ tía. Cam máu có 3 loại phổ biến, trong đó có một loại giống như trong video, được gọi là cam Tarocco, là giống cam đặc trưng của Sicily. Các muối không đậm màu máu mà chỉ phớt hồng. Sắc tố đỏ đậm nhạt còn tùy thuộc vào thời điểm chín của loại quả này. Có thể số trái cây mà chủ video mua về đang trong giai đoạn vừa chín tới của cam máu chứ chưa chín hẳn. Dù có màu sắc đáng sợ nhưng loại quả này lại chứa khá nhiều chất dinh dưỡng. Bạn thì đã biết đến cam máu và từng ăn thử loại cam này hay chưa? Hãy chia sẻ ý kiến bên dưới phần bình luận cho mình biết với nhé!